Hello, xin chào tất cả anh chị em quay trở lại với kênh YouTube NNT 1001 ha. Thì hôm nay mình giới thiệu cho mọi người con server này mình mới tuyển Dell EMC. Đó, mọi người, mình quay sơ phía bên ngoài cái thùng này cho mọi người xem. Nguyên kiện nguyên thùng của con server mình vừa mang lên đây. Thì các dòng service tag nó đó, nó các thông số ở phía bên ngoài của thùng. Thì cái con này á đóng gói mình thấy nó là trọng lượng 23 kg mà sao rất là nặng, anh hai anh em khiêng lên cầu thang mà muốn thở không ra hơi luôn đó. Con này nguyên kiện đó mọi người, lát nữa mình sẽ khui ra cho mọi người xem ha. Bây giờ mình sẽ quay ở bên ngoài trước cái thùng Dell server với lại cái pallet gỗ nằm ở phía dưới đó, làm khá là chắc chắn ha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Đó, mình sẽ rọc cái dao này và mình khui cho mọi người thấy bên trong nó có những cái gì. Rồi mọi người chờ ha. Đó, một cái thùng ở ngoài. Đây, mấy phụ kiện đi theo nó nè, để bắt vô cái tủ sắt đây. Rồi, coi từ bên này có cái gì. Đây, hai dây nguồn cho hai cái nguồn bên trong. Cái này là cái mẹt mặt nạ cho con server này. À, đây hóa đơn này. À, đó 1 tỷ 265, nguyên thuế thuế luôn 1 tỷ 265, chưa thuế là 1 tỷ 150 triệu. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về cấu hình của con server này nha mọi người. Đây server Dell R940. CPU là Xeon Platinum 8260 2.4G. Mình có mua thêm license là iRack Rub Manager nữa này mọi người. Và ổ cứng á, là con này hỗ trợ 24 ổ cứng 2.5, còn hiện tại mình mua là 12 ổ 2.4T. Tốc độ là 10K. Và các thông số nó phía sau đây mà. Ổ cứng này có thể mình rút nóng được này mọi người, hot flash đó. Rồi nguồn thì là hai nguồn 1.600W, công suất nó là 1.600W. Và bây giờ là tới RAM, RAM là 16 thanh RAM và mỗi thanh là 32 GB. Đó, 32 GB mỗi thanh đấy mọi người. Đó, mình mua 16 thanh, tổng cộng con này là 512 GB RAM. Rồi, bây giờ bắt đầu mình tháo bộ cái server này ra cho mọi người xem này. Này rất là nặng luôn. Một người thở không nổi rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở phía bên trong con server này cho mọi người tham khảo ha, coi bên trong có gì. Ở đây là phía ngoài cái layout nó vẽ đây, nó vẽ mô tả phía bên trong nó đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp khóa này, mình tháo cái nắp lưng này lên cho mọi người xem nè, coi bên trong có gì. Wow, thấy hấp dẫn cho mọi người. Đó, nguyên cái ruột ở bên trong đó mọi người xem thấy hấp dẫn chưa. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ ha. Đây là cái hàng quạt gió này mọi người, nó đẩy gió từ phía trước ra phía sau, tám cái quạt. Thì phía trước đây là ổ cứng, nguyên cái mặt trước là có thể gắn 24 ổ cứng, hiện tại thì chỉ gắn 12 ổ thôi. Hiện tại là chỉ 12 ổ, cái ổ mà có sọc sọc trắng á, là đã gắn rồi, còn phía đen ở bên kia là chưa gắn. Bây giờ mình sẽ mở cái ổ gắn rồi cho mọi người xem nè. Đó, đây ổ cứng Dell 2.4 TB. Và phía bên này là chưa gắn, để ví dụ sau này cần thêm dung lượng á, thì mình có thể gắn ở những mua thêm ổ cứng và mình gắn 12 ổ phía phía bên này. Đó, cái card red ở bên trong á, đã có sẵn option rồi. Đó, cái này là những cái khe trắng phía ngoài thôi, nó mình trắng mình che đại lại và mai mốt có thể tháo ra và mình gắn ổ cứng.
Và đây là cái quạt gió này mọi người. Quạt gió này coi 12V và 34.80W ha. Cái này là 2.9A, quạt này công suất lớn để nó đẩy gió. Nguyên một cái hệ thống cái dàn cái server này là 8 cái quạt đó. Nó đẩy hai qua hai lớp quạt luôn. Cái lượng gió rất là mạnh. Thì đây là cái nắp chắn gió ở phía trên này mọi người. Đó. Ở dưới mọi người thấy chưa? Những thanh RAM và hai con CPU thì cái này nó có hai lớp. Ở trên là hai con CPU và cái lớp dưới là hai CPU, nên tổng cộng con server này là 4 CPU và một loạt các thanh RAM đó. Thì đó, bây giờ mình sẽ đếm bao nhiêu con RAM nha. Nó cái loạt đó, loạt RAM đó. Thì mình đếm nè. Một con này, hai con này, ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con. Đó, tám con RAM là đã gắn rồi, là ở lớp trên. Còn ở lớp dưới, tám con nữa là 16 thanh. Mỗi thanh là 32GB RAM. Đó, thì tổng cộng server này là 512GB RAM. Đó, bây giờ mình sẽ tháo cái lớp dưới cho mọi người xem. Thì trước khi tháo, mình sẽ tháo cái nắp này trước. Tháo nắp này trước mới dỡ được lên cái lớp phía dưới. Đây là những cái the cắm mở rộng để mai mốt ví dụ có cần gì mình cắm thêm. Cắm thêm những option thêm. Mình tháo hai bên, bên trái bên phải ra rồi mới tháo được, dỡ được cái nắp lên. Đây này có cái chỗ tiếp xúc từ ở phía ở hai cái bo mạch đó mọi người. Nó tiếp xúc qua những cái chăn cắm đó. Tiếp xúc để hai bo mạch với nhau. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ ở phía dưới ra coi nha. Lớp trên là 2 RAM và 8 2 thanh CPU và 8 thanh RAM, và dưới này cũng là 2 con CPU và 8 thanh RAM. Đó, những cái khe RAM đó mọi người thấy cái RAM rồi, còn những khe đen là những cái thanh nhựa. Thứ nhất là để chặn không có cho bụi nó vô cái slot RAM, và thứ hai là để cho nó chặn nó điều hướng gió, những cái đường gió nó chạy lùa. Nó sát qua những thanh RAM nó làm mát RAM và CPU. Chứ nếu mình không cấm cái này là gió nó lùa cái đường trống, nó lùa rất là nhanh và nó không có làm tản nhiệt, không có tản nhiệt của CPU tốt ha. Rồi bây giờ mình ra mặt sau nè. Đây là cái nguồn, hai cái nguồn 1600W hai bên đó, nguồn đeo 1600W đó, bên trái một cái và bên phải một cái. Này mở cho mọi người xem đó, hai cái nguồn công suất bằng nhau là 1600W. Trong cái nguồn nó có cái quạt nhỏ nữa, quạt đen đen ở dưới đó, mọi người thấy chưa? 1600W hai cái. Ví dụ hư một cái nguồn thì cái nguồn kia vẫn chạy được bình thường. Server thường cái nào cũng là hai nguồn hết. Và đây là cái cạc mạng này 10GB này. Đó, mọi người thấy rõ không? Quay gần lại cho mọi người xem này. Đó, cái cạc mạng 10GB. 4 cạc. Cạc mạng 10GB. Đó. Đó thì bây giờ mình quay sơ tổng thể phía bên trong cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình sẽ ráp lại, mình sẽ mở ráp lại, sau đó mình mở lên mình test cho mọi người xem ha. Đó, cái này mình nên cắm cho cẩn thận chứ không nó trật, nó gãy mấy cái chân pin đó, thì nó sẽ hư. Đó, mình để xuống cho nó ngay, rồi có cần gạt mình gạt cho nó ép xuống cho nó ngay. Mình gạt nhẹ thôi nha mọi người, nếu mà gạt mà cảm thấy nặng tay là mình ngưng lại liền để mình kiểm tra, chứ đừng có cố ép xuống là nó hư đó. Đó, gạt nhẹ nhàng xuống. Rồi giờ mình sẽ đóng cái nắp này lại. Con server này thật sự là con server khủng long luôn đó. Rồi mình đóng nắp lưng này mọi người. Và công ty nào có điều kiện thì mua con về để mình cài server đó. Con này có thể làm máy ảo và cài mọi thứ. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Rồi bây giờ mở nguồn cho nó chạy thử nha mọi người. Nghe tiếng hú gió đã chưa?
Rồi bây giờ mình vô trong BIOS mình quay cho mọi người xem nè ha. Đây, quay hệ thống con R940 đó, được chưa? Rồi mình, ra ngoài mình coi RAM đó nè. RAM 512GB đó, mọi người thấy chưa? Bus 2933 đó. CPU. Đây CPU đây là bốn con CPU ha, CPU Xeon Platinum 8260 đó. Đó là một con két cái level 2 đó là 24 MB và két level 3 đó, và bộ nhớ tối đa nó là 1 TB đó. Đây con CPU 2 đây. Rồi CPU 3, đó bốn con CPU đều giống như nhau. Rồi sau đây là một số hình ảnh để anh em tham khảo ha. Dell EMC PowerEdge R940. Con này chạy con CPU là Xeon Pratium 2.4GB. Và con này chạy 4 CPU, 4 CPU và 16 thanh RAM, mỗi thanh RAM là 32GB, tổng cộng là 512GB. Ổ cứng Dell 2.4TB, nguồn là hai nguồn 1600W, bên trái một cái nguồn và bên phải một nguồn. Về cạc mạng thì gồm một cạc IDR rack và bốn bọt LAN ha, thì hai bọt là 10GB và hai bọt là 1GB. Rồi bye bye mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người ở những clip khác ha. Mọi người thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.